Xin chào cả nhà, ngay lại tiếp tục làm một video nữa để chia sẻ cho cả nhà mình một cái vấn đề. Nói chung là có những anh chị và có những cô chú khách hàng đầu tư nhà đất cũng rất là lâu rồi, nhưng mà nhiều khi lại không để ý tới cái vấn đề là tại sao lại là sổ đỏ, tại sao là sổ hồng. Thì nhân cũng giải thích chia sẻ cho cả nhà mình chút xíu. Tức là khi là sổ đỏ đó, mình kêu là sổ đỏ tại vì nó màu đỏ. Còn sổ hồng thì tại vì nó màu hồng. Rồi, bây giờ đi sâu hơn chút xíu nha cả nhà. Thì trước năm 2009 thì tất cả những giao dịch đều là sổ đỏ. Và từ năm 2009 cho tới năm 2018 hiện tại bây giờ thì nếu như mình giao dịch sẽ là sổ hồng, không còn sổ đỏ nữa. Mà nếu như có những cái chủ đất, chủ nhà mà lúc trước vẫn còn cái sổ đỏ, tại vì trong cái thời điểm này đã chưa sang nhượng, mà tới cái thời điểm ví dụ như giờ tới năm 2018 này mới sang nhượng cho những chủ khác, thì nó cũng sẽ là chuyển thành một cái sổ mới và là sổ hồng, chứ cũng không còn là sổ đỏ nữa. Tức là sổ đỏ là sẽ hủy luôn mà làm mới lại là bằng sổ hồng. Thì lúc trước nếu như mình sở hữu cái sổ đỏ thì ở trên đó là nó có một cái nói chung là nó cũng không có là cái gì. Nó bất cập cái chỗ là mình không có hoàn công được cái căn nhà của mình ở trên cái sổ đỏ thôi, thì sau này mới nhà nước mới đổi lên thành sổ hồng. Thì khi mà mình sở hữu sổ hồng á, thì một cái đơn giản nhất là mình sẽ được cập nhật cái nhà của mình, ví dụ cái nhà mình như thế nào đó, sẽ được vẽ trực tiếp lên cái sổ hồng luôn, thì nó nằm ở trong. Nhân lấy một cái ví dụ giống như lúc trước á, thì mình sổ đỏ thì nó sẽ là chỉ thể hiện cái lô đất của mình ở đây thôi đó. Và nếu như mình đi xây nhà đó thì mình sẽ không có hoàn công trên đây được, mà nếu như mình muốn hoàn công đó, thì mình sẽ có một cái bản vẽ riêng biệt nó nằm ở ngoài nữa, thì nó hơi bất tiện một chút xíu, cho nên là sau này nhà nước sẽ thay đổi luôn. Ví dụ như là đây là lô đất của mình nè, 5 nhân cho 5 rồi cả nhà, dài 22.80. thì ví dụ như là mình xây cái căn nhà như thế nào á, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, thì nó sẽ thể hiện trên đây. Ví dụ như tường gạch rồi mái tôn hay là mái bê tông này kia đó, thì nó thể hiện trực tiếp ngôi nhà mình lên đây. Thì ví dụ như là nó cũng không cần thiết lắm, thì khi mà mình hoàn công cái nhà của mình lên cái sổ hồng luôn á, thì lúc đó là mình sẽ biết được cái căn nhà mình giá trị bao nhiêu, để mà khi mà mình vay ngân hàng đó thì cái giá trị của mình tăng lên. Ví dụ như là mình cái miếng đất mình vay được 1 tỷ, thì cái căn nhà của mình có trên đây thì chẳng hạn như là xây 500 triệu mình quay được thêm 500 triệu nữa chẳng hạn. Còn nếu như không có thì lúc đó là mình chỉ quay được cái số tiền trên đất thôi, chứ cái nhà bây giờ mình làm nó to, mình làm 10 tỷ, 20 tỷ chăng nữa thì cũng không được. Nếu như không hoàn công trên đây thì cũng không được quay số tiền đó nha cả nhà. Rồi, còn bên đây thì ví dụ như là ở đây mình thấy là cái số thửa đất ha, cái số thửa đất này nó sẽ là một cái, nên nói số tờ trước đi, tức là trên cái bản đồ số 8, tờ bản đồ số 8 thì trong đây cái thửa đất của mình sẽ là thửa 2758, đây là cái thửa đất của mình ha, nó thể hiện đầy rõ trên đây nè. Còn ở đây là cái địa chỉ là nó, mình sẽ ghi là ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An. Nhưng mà nếu sau này mình có cái nhà lên đây nữa đó, mình có cái nhà lên đây nữa thì lúc đó mình sẽ ghi xuống đây là cái địa chỉ nhà của mình đó. Còn cái công trình xây dựng của mình đó, ví dụ như nhà thế nào đó, cấp 4 hoặc là cấp 3 hoặc 1 trệt 2 lầu sao đó, sẽ ghi đây đó. Còn cái phần đất của mình đất gì ha, thể hiện đây. Còn ở đây ví dụ như ở đây mình thấy nó có là cái diện tích thì hiện hiện đây rồi, rồi cái hình thức sử dụng là sử dụng riêng hay là chung thì nó sẽ ghi rõ đây. Ví dụ đây là sử dụng riêng nha. Còn ở đây là mục đích sử dụng đất, thì đất đây là đất gì, ví dụ như đất đây là đất ở nông thôn hoặc là đất ở đô thị. Đất ở đô thị chứ là mình những cái đất mà nó nằm ở trung tâm thị trấn hoặc là Sài Gòn đó, ở thành phố mình đó, thì nó sẽ ghi là đất ở đô thị là ODT. Còn đất ở nông thôn này là có những cái sổ nó sẽ ghi là ONT, nó còn thời hạn sử dụng là lâu dài. Ở đây là mình sẽ thấy rõ là nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao có tiền, thu tiền sử dụng, tức là ở đây có đóng thuế rồi thì mình không sợ nhé. Còn những cái trường hợp mà ở đây ghi là chưa có nhận chuyển nhượng
đất nhà nước được giao thu được thu tiền á, tức là những cái đất đó là chưa đóng tiền thuế cho nhà nước ha. Và nó có những hình thức như thế này. Nhân xin che lại cái tên của cái khách hàng này nha cả nhà. Thì ví dụ như là cái tên của mình á, thường thường là mình làm một cái sổ mới á, thì nó sẽ là cái thể hiện ở ngoài cái bìa như thế này đó. Và nếu như mình sang nhượng lại mà mình làm thêm một cái sổ mới, một cái sổ khác nữa, thì lúc đó nó sẽ là cái tên của người khác nằm ở đây và cái sổ này sẽ hủy bỏ, sổ hồng hủy bỏ đó. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 1 tháng tới 2 tháng nha. Còn nếu như mình sang nhượng kia, nếu mà ghi ở trong này, trong cái phần mà nội dung thay đổi cơ sở pháp lý, ở đây thường thường là bên nhân sẽ gọi là tánh biến động. Tánh biến động tức là thay vì là mình cập nhật cái tên của khách mới nằm ở ngoài sổ, thì ở đây tánh biến động tức là ghi tên của cái chủ đất mới nó nằm ở trong đây. Thì nếu như mình ghi cái tên của chủ đất mới ở trong đây á, thì cái thời gian ra sổ nó sẽ rất là nhanh. Chẳng hạn như là nó rơi vào tầm khoảng chừng cao nhất là nửa tháng thôi, hoặc là một tuần là mình sẽ có sổ rồi. Đó, ở đây được đóng dấu của nhà nước rồi nè. Còn nếu như mà mình làm sổ mới, cái tên giống như trang gì nằm ở ngoài trang bìa, thì lúc đó là mình sẽ mất là từ 1 tháng cho tới 2 tháng. Những cái trường hợp này thì có một số khách hàng thì cũng đã biết rồi, và có, nhưng mà có đại đa số là có nhiều người không biết. Tức là nhiều khi là cũng thấy đó, sổ đỏ thì nó sổ đỏ vậy thôi, còn sổ hồng nó sổ hồng, chứ không biết là tại sao mà lại đổi sổ đỏ thành sổ hồng, hoặc là sổ đỏ là nó như thế nào nó sẽ được sử dụng như thế nào, và sổ hồng sử dụng như thế nào, thì nó cũng y chang nhau thôi, chỉ có khác là mình sẽ được cập nhật cái nhà mình lên trên đó là đó. Rồi ví dụ như mình muốn biết được cái hướng đất của mình nằm hướng nào á, thì ở đây mình sẽ nhìn theo cái mũi tên ha. Và ở đây là mình căn cứ theo cái đường, ví dụ cái đường trước nhà mình nó để đường đất nè, đường trước nhà ha. Thì ở đây là cái mũi tên của cái là bàn á, cái mũi tên này là hướng bắc nè, còn cái ở dưới là hướng nam, thì ngoài đây là hướng đông, ngoài đây là hướng tây. Thì ở đây mình sẽ nhìn được cái lô đất của mình là hướng nam. Hướng nam nhưng mà nó hơi lệch qua phía bên đông xíu, thì mình gọi là đông nam nha. Để mình nhìn được thì mình sẽ nhìn ở đây. Thứ nhất là căn cứ vào cái đường trước đất, và thứ hai là căn cứ vào cái sao bàn ở trên đây. Rồi thì anh chỉ có một số cái vấn đề mình chia sẻ về sổ đỏ và sổ hồng cho cả nhà mình thôi. Và thôi đừng nói nhiều quá thì nó cũng không hay. Cả nhà mình hãy nhớ là mình bấm nút đăng ký cho chúng nhân để xem được những video sau. Mình biết đâu là có một cái video nào đó mà lúc trước giờ mình thắc mắc á, mình chưa biết á, thì vô tình coi được, thì nói chung là nó cũng hay. Cả nhà mình có thể là thấy video ok thì có thể chia sẻ giùm nhân để cho nhiều bạn bè của mình biết thêm về cái vấn đề sổ đỏ và sổ hồng. Rồi nhân xin chào và hẹn gặp lại những video sau.